Bộ ảnh đẹp tựa soái ca cuối cùng của rocker Nguyễn trước khi rời showbiz làm lại cuộc đời. Trước loạt scandal xảy ra và rời khỏi showbiz, rocker Nguyễn từng điển trai như thế này trong từng sụt ảnh. Rocker Nguyễn là một trong những cái tên được khán giả quan tâm khá nhiều trong vài tháng trở lại đây. Bởi lẽ nam diễn viên bỗng dưng có những phát ngôn gây sốc, cùng với những hình ảnh về vẻ ngoài gầy nhom, nói năng mất kiểm soát ngay giữa đường phố. Không ai tin được rằng có một ngày rocker Nguyễn lại trở nên tiều tụy đến như vậy. Tuy nhiên trong tháng 7 vừa qua, anh bắt đầu trở lại và có da có thịt hơn xưa. Đồng thời nhan sắc và tinh thần của anh cũng tích cực hơn so với trước đây. Các fan đã rất vui khi thấy dấu hiệu này từ thần tượng. Sau những ồn ào, rocker Nguyễn đã tuyên bố giải nghệ khỏi showbiz và sang Úc để làm lại cuộc đời. Mới đây những hình ảnh được một nhiếp ảnh ghi lại lúc còn điển trai soái ca cũng gây chú ý không kém. Làm lại cuộc đời chuyển sang Úc, rocker Nguyễn không theo con đường nghệ thuật trong giới showbiz nữa. Chưa biết rocker Nguyễn đã thực sự từ bỏ nghệ thuật hay chưa, nhưng chỉ ít qua những hình ảnh nam ca sĩ chia sẻ, có thể thấy đứng lên từ những vấp ngã, anh đang có một cuộc sống thoải mái, mà như anh tâm sự là được viết bởi hòa bình, tình yêu, hy vọng và một quyết tâm để phát triển thịnh vượng. Được biết, việc sang nước ngoài là một trong những bắt buộc của gia đình anh. Hà Hồ sống thế nào mà danh sách mỹ nhân không đội trời chung với cô ngày càng dài? Hồ Ngọc Hà được mệnh danh là nữ hoàng giải trí của showbiz Việt, đồng thời cũng là ngôi sao gây nhiều mâu thuẫn nhất từ chính những chị em thân thiết của mình. Thân Thúy Hà và Hồ Ngọc Hà từng là bạn thân thiết. Khi Hồ Ngọc Hà vừa vào Sài Gòn lập nghiệp, hai người đẹp từng ở chung với nhau và thân nhau như chị em trong một thời gian dài. Tuy nhiên, mối quan hệ này đã chấm dứt. Sau khi có tin đồn Hồ Ngọc Hà đã cướp Tuấn Hân từ tay Thân Thúy Hà, cho đến nay, Hồ Ngọc Hà và Thân Thúy Hà vẫn không nhìn mặt nhau mỗi khi chạm mặt. Minh Hằng cũng từng có mối quan hệ tốt đẹp với đàn chị. Tuy nhiên, giữa năm 2017, Minh Hằng đột nhiên tố Hồ Ngọc Hà là người đã chèn ép cô rời khỏi ghế nóng đều phay. Tuy không trực tiếp lên tiếng, nhưng trên trang cá nhân của mình, Hồ Ngọc Hà lại đá xéo Minh Hằng, bước bám vào tôi. Khi cô giới thiệu MV Điều Em Cần Là Anh đã gây thêm mâu thuẫn cho mối quan hệ giữa hai người. Tăng Thanh Hà và Hồ Ngọc Hà cũng từng là bạn thân của nhau, xuất hiện trong nhiều sự kiện giải trí cùng nhau. Thậm chí có nhiều lần còn có sự xuất hiện của Cường Đô La bên cạnh hai người đẹp. Lúc này Cường Đô La đang là bạn trai của Tăng Thanh Hà. Tuy nhiên mối tình giữa Tăng Thanh Hà và Cường Đô La nhanh chóng chấm dứt. Một thời gian ngắn sau đó, Hồ Ngọc Hà và Cường Đô La chính thức hẹn hò. Cũng từ đó người ta không còn thấy đôi song Hà này cùng hiện diện bên nhau nữa. May ra, cuộc tình với Chu Đăng Khoa có lẽ mang lại cho Hồ Ngọc Hà nhiều tai tiếng và nhiều mất mát nhất. Trong đó có mối quan hệ với May Gia. Có tin đồn rằng khi đến với Hồ Ngọc Hà, Chu Đăng Khoa đang là người tình của May Gia. Đúng lúc công khai chuyện tình với Hồ Ngọc Hà thì May Gia đang chờ sinh con cho đại gia này tại Mỹ. Tin đồn ngày càng có căn cứ khi hai nữ ca sĩ này tỏ thái độ hiềm khích tại show âm nhạc The Remix khiến dư luận một phen ồn ào. Lệ Quyên là một trong những chị em thân thiết gần đây nhất của Hà Hồ. Đáng tiếc người đẹp này cũng nằm trong danh sách không đội trời chung với Hà Hồ tại thời điểm này. Mới đây, vụ việc Lệ Quyên đứng dậy ra ngoài ngay sau khi thấy Hà Hồ trong buổi ra mắt MV của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã gây không ít tranh cãi. Tuy Lệ Quyên phủ nhận tin đồn quý tránh mặt, nhưng trước đó cả hai nữ ca sĩ này đã từng đá xéo nhau trên trang cá nhân khá nhiều, nên lý do Lệ Quyên đưa ra không mấy hợp lý. Hồ Ngọc Hà luôn là tâm điểm của thị phi và sự nổi tiếng. Ngoài đánh mất niềm tin với công chúng, Hồ Ngọc Hà còn mất đi khá nhiều tình bạn đẹp trong showbiz của mình. Tiến Luật nhắn nhủ Thu Trang, mãi yêu em sau lùm xùm tranh cãi vì người thứ ba. Đây cũng là cách mà cả hai khẳng định họ vẫn mặn nồng và không hề có chuyện tranh cãi như mọi người đang nghĩ. Thu Trang, Tiến Luật được biết đến là cặp vợ chồng nghệ sĩ nổi tiếng ở lĩnh vực hài kịch. Không chỉ thành công về công việc, cả hai còn khiến nhiều người ngưỡng mộ vì cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Tính đến hiện tại, họ có hơn 10 năm hẹn hò và kết hôn, nhưng cặp đôi này vẫn ngọt ngào như những cặp đang yêu đương mặn nồng. Vài ngày qua trên mạng xã hội bỗng xuất hiện đoạn clip và trong đó vợ chồng Thu Trang đang cãi nhau rất quyết liệt, thậm chí thái độ hốt hoảng của họ khi phát hiện có người quay lén càng làm cho khán giả thêm phần hoang mang và tin chuyện họ mâu thuẫn là có thật. Ngay khi ấy, người trong cuộc đã lên tiếng đính chính, cụ thể Thu Trang cho hay
Cả hai chỉ quay clip quảng cáo chứ không hề có chuyện vợ chồng gây nhau như khán giả đang nghĩ. Mới đây nhất, sau sự việc không hay này, Hoa hậu Hài vừa đăng tải hình ảnh cả hai mặn nồng tình tứ cùng đi làm việc. Về thôi, đi siêu thị thôi chồng ơi, em muốn mua cả thế giới, chồng có đủ khả năng không? Thu Trang trêu ghẹo ông xã. Đồng thời, cô còn chia sẻ cả đoạn clip chồng vừa lái xe vừa nói lời ngọt ngào với mình, tiếng luật tranh thủ nhắn nhủ vợ, mãi yêu em, khiến cộng đồng mạng xuýt xoa. Những gì cả hai vừa đăng tải một lần nữa khẳng định chuyện hôn nhân để ấp tình cảm của họ. Từ trước đến nay, vợ chồng Thu Trang là một trong những cặp đôi khiến mọi người dành nhiều lời có cánh khi chứng kiến được những giây phút hạnh phúc của họ. Trong tất cả các chặng đường từ khó khăn đến sung túc, cả hai lúc nào cũng đồng hành bên nhau. Không chỉ thành công ở lĩnh vực nghệ thuật mà Thu Trang Tiến Luật còn may mắn có được cuộc sống rất hạnh phúc bên cậu con trai Andy. Harry Lu lên tiếng về chuyện tình cảm với Miyu, tôi thấy mình chưa xứng đáng với cô ấy. Khi được hỏi về chuyện tình cảm với Miyu, Harry Lu thẳng thắn cho biết, anh thấy mình không xứng với những gì Miyu đang có. Sau dự án điện ảnh 4 năm hai chàng một tình yêu năm 2016, Miyu và Harry Lu vướng tin đồn phim giả tình thật. Từ câu chuyện tình thổ học trò trong sáng trên màn ảnh đến đời thật, Miyu và nam diễn viên gốc Đài Loan rất thân thiết với nhau. Cả hai luôn đồng hành cùng nhau trong nhiều sự kiện và chia sẻ những câu chuyện nhỏ trong cuộc sống thường nhật. Thậm chí không ít fan của hai diễn viên trẻ cùng lập team ủng hộ cặp đôi yêu nhau. Mới đây, trong một bài phỏng vấn khi được hỏi về chuyện tình cảm với Miyu, Harry Lu khiến nhiều người bất ngờ khi cho rằng anh cảm thấy mình chưa xứng với Miyu. Nếu cho cơ hội thì Harry thấy mình chưa xứng đáng với Miyu. Harry không phải tự ti, nhưng mình thấy cô ấy giỏi quá, cô ấy phải có một người đàn ông xứng đáng hơn, có được những gì tốt hơn. Hơn nữa, Harry chưa đến giai đoạn để hứa hẹn một tình cảm dài lâu, chắc chắn để bước vào hôn nhân, vì hiện tại mình vẫn tập trung cho công việc, không nghĩ đến tình cảm. Trước đó, hot girl Sài Thành cũng từng thừa nhận bản thân mình đã say nắng Harry trong thời gian đóng chung vì vẻ ngoài điển trai và phong độ của anh chàng. Hiện tại, sau thời gian điều trị nghỉ ngơi, Harry Lu đang rục rịch quay lại showbiz Việt và tiếp tục đẩy mạnh hoạt động với vai trò một diễn viên. Nhan sắc thật ngoài đời và trên phim của dàn mỹ nữ Diên Hy Công Lược có nhiều khác biệt. Ngụy Anh Lạc, Ngôn Cẩn Ngôn là nữ chính trong Diên Hy Công Ngược, nhan sắc của Ngôn Cẩn Ngôn được nhiều người chú ý và khen ngợi. Người đẹp sinh năm 1990 sở hữu vẻ đẹp thanh thuần, pha chút lém lĩnh. Trút bỏ lớp váy áo cổ trang, Ngô Cẩn Ngôn là một thiếu nữ trẻ trung và năng động. Mới đây khi xuất hiện tại sân bay với trang phục áo thun, váy bò đơn giản và gương mặt hầu như không trang điểm, Ngô Cẩn Ngôn vẫn xinh đẹp rạng rỡ. Ngay từ thời còn theo học Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, nàng Ngụy Anh Lạc đã có nhan sắc nổi bật. Phú sát hoàng hậu Tần Lam. Phú sát hoàng hậu có dung nhan hài hòa, cân đối và cũng là nhân vật để lại nhiều ấn tượng. Cô còn được biết đến với vai Hà Hương trong Thần Điêu Đại Hiệp. Những năm gần đây, Tần Lam liên tục dính nghi án giao kéo quá đà khi xuất hiện với gương mặt căng bóng và cứng đờ. Sinh năm 1981, Tần Lam phải nhờ đến sức mạnh của thẩm mỹ để níu kéo tuổi xuân. Người đẹp rất ít khi có ảnh mặt mộc, nhưng dù đã trang điểm kỹ càng, Tần Lam vẫn không giấu được các nếp nhăn thấy rõ do tuổi tác và hậu quả của thẩm mỹ. Nhàn Phi, Sa Thi Mạng. Sa Thi Mạng là cái tên quen thuộc của đài truyền hình TVB và các phim cung đấu từ thập kỷ trước. Năm nay đã 43 tuổi, Sa Thi Mạng là mỹ nữ lớn tuổi nhất trong dàn cung tần của Diên Hy Công Lược. Dù đã U50, nhưng Sa Thi Mạng vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung như lão hóa ngược. Ngoài đời thật, Sa Thi Mạng khác với nữ diễn viên, tầm tuổi mình, cô thường rất ít khi trang điểm cầu kỳ để tránh làm gương mặt thêm nặng nề và già hơn. Sa Thi Mạng rất thích đăng ảnh mặt mộc trên trang cá nhân, ngay cả trong các bức hình chụp cận, khán giả cũng khó có thể nhận ra dấu ấn tuổi tác trên gương mặt cô. Cao Quý Phi, Đàm Trác. Cao Quý Phi là phi tần sắc nước hương trời trong phim, ngoài đời thật, Đàm Trác cũng là nữ diễn viên có vẻ đẹp sắc sảo. Đàm Trác gia nhập làng giải trí nhiều năm nhưng nhan sắc của cô hầu như không thay đổi theo thời gian. Ngay cả khi không trang điểm, người đẹp cũng chỉ lộ bọng mắt chứ không hề kém tươi tắn. Thuần Tần, Trương Gia Nghê. Nhân vật Thuần Tần trong Diên Hy Công Lược do nữ diễn viên sinh năm 1987 Trương Gia Nghê thủ vai. Trương Gia Nghê có nhan sắc khá trẻ trung so với tuổi 31. Trước và sau khi trang điểm, gương mặt Trương Gia Nghê ít có khác biệt bởi cô có nét đẹp thiên phú. Trước đây, gương mặt Trương Gia Nghê có phần tròn chỉnh, không có cầm vì lai rõ nét như hiện nay. Thuần Phi, Vương Ải Khả.
Thuần Phi là nhân vật còn mang nhiều ẩn số trong Diên Hy công lược. Ngoài đời, Phương Ái Khả theo đuổi phong cách gợi cảm. Nữ diễn viên sinh năm 1984 có nụ cười ngọt ngào trong sáng trong mọi bức ảnh đời thường. Thuở mới vào nghề, cô có làn da bánh mật và quai hàm vuông kém thon gọn hơn bây giờ. Du Quý Phi, Luyện Trác Mai. Nhân vật Du Quý Phi do Luyện Trác Mai thủ vai là mẹ ruột của Ngũ A Ca. Luyện Trác Mai là nữ diễn viên kim MC đa tài có phong cách thời trang giản dị và trong sáng. Trong những bức ảnh mặt mộc, mồ hôi còn ướt áo, Luyện Trác Mai vẫn rất xinh đẹp với đôi mắt to tròn và sống mũi cao. Thư Quý Phi, Lý Xuân Ái. Thư Quý Phi là nhân vật thuộc tuyến phản diện của Diên Hy công lược. Ngoài đời, Lý Xuân Ái lại là cô gái trẻ ngọt ngào và ưa biểu cảm làm nũng. Những bức ảnh thời còn học sinh của Lý Xuân Ái gần đây được dân mạng truyền tay nhau vì nữ diễn viên đã có màn lột xác nhan sắc quá ấn tượng. Tỉnh Nhi, Tô Thanh. Nhân vật Tỉnh Nhi do Tô Thanh thể hiện là thân cận của Hoàng hậu Phú Sát. Tô Thanh là cái tên quen thuộc trong làng giải trí hoa ngữ với tạo hình thuần khiết. Gần đây, người đẹp đổi sang kiểu tóc ngắn khiến ngoại hình năng động trẻ trung hơn. Khuôn mặt mộc tại nhà, Tô Thanh trông giản dị như bao cô gái cùng trang lứa chứ không hề giống một diễn viên điện ảnh. Minh Ngọc, Khương Tử Tân. Minh Ngọc từ nàng hầu của Hoàng hậu đã trở thành cánh tay phải của Ngụy Anh Lạc. Vai diễn trong Diên Hy công lược của Khương Tử Tân không mấy nổi bật, nhưng ngoài đời cô có khá nhiều fan hâm mộ nhờ nhan sắc cuốn hút. Khương Tử Tân năm nay mới 22 tuổi nên cô có ngoại hình tươi trẻ nhất dàn diễn viên Diên Hy công lược. Gia Từng, Phan Thời Tuất. Tay sai Gia Từng của Cao Quý Phi do nữ diễn viên Cao Thời Tức thủ vai. Phan Thời Tức tên thật là Đặng Quân Dật, sinh năm 1988, cô tốt nghiệp Đại học Sư phạm Tứ Xuyên. Phan Thời Tuất từng tham gia nhiều dự án phim nhưng không nhận được nhiều sự chú ý. Cô có dáng dấp của một hot girl với các nét trên gương mặt cân đối nhưng không nổi bật. Từng bị nghi can thiệp giao kéo nhưng thực tế trong các bức ảnh mặt mộc, nét đẹp của Phan Thời Tuất khá tự nhiên.